Ủa ba nên lượt. Hôm nay mình lên tới Cần Thơ chơi luôn ba. Mày nói với tao lại không? Tao còn lé này mày đâu vậy? Hôm nay tao đến đây tao trả thù cho sếp quý của tao. Ủa? Trả thù gì? Hôm qua thấy video mày bị oan quá nên tao bức xúc quá nên tao mới xuống đây đấy. Xuống Cần Thơ luôn? Mà cầm thêm cái gì á? Trời trời áo quên luôn hả? Bắn giải cái anh Việt Khắng hả? Sao? Cái gì ghê vậy? Rồi, rồi hôm nay sao? Muốn đi gặp cái thằng đó trả thù cho anh hả? Rồi giờ mày biết không? Biết, nó ngoài sân banh á, giờ muốn gặp nó hay gì? Đi sân banh với tao luôn nè. Tao bức xúc qua đi luôn đi. Nhưng mà cái tướng mày như vậy là làm gì ăn gì nó bự lắm. Rồi bây giờ đi đúng không? Rồi bây giờ dẫn mày ra sân banh. Ok. Đây là một số bộ đá banh mà hôm nay tôi ra tôi phát cho cả team tôi nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ tụi tôi sẽ đi ra ngoài sân banh nha. Ê banh ơi, vô đây banh ơi. Hôm nay là có quy trần nè. Rồi. Rồi rồi rồi, vô đây nè, vô đây. Còn mày đâu rồi? Đây nè, team có quy trần nè, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Xin lỗi, rồi sao ngồi vậy kì vậy? Tụi mày chết bà rồi, lỗi cái tính không nào. Hỏi đi. Mày đuổi. Nó về rồi. Nó về rồi. Khi nào nó ra? Để hồi tao kêu nó ra. Được. Thì hôm nay tôi có một cái kèo giống như là chuyện đi cái đi mà. Mà cái kèo này đã ăn cái tem tôi mười mấy trái. Hôm nay mình ăn mẹ nha. Một hồi cái thằng kia nó ra kìa, tem quy trần ra mày chuẩn bị đi. Tới số rồi. Đây nha anh em, đây là bạn Thịnh Bò nha. Thì bạn Thịnh Bò sinh năm bao nhiêu? 206 hả? Cưng đá ở vị trí nào? Hậu vệ hả? Rồi hôm nay cưng xin gia nhập team quý một ngón nhằm mục đích gì? Dạ, em xin vô team quý một ngón để lấy cúp gì cho team quý một ngón. Ồ, phải không? Vậy gắng cố gắng nha. Dạ. Ok. Tôi là bé. Tôi là anh đàn. Quý chàng. Rồi thì bây giờ là bắt đầu trận đấu nha anh em ơi. Nếu mà video này á anh em mà được 20k like thì tôi sẽ rủ team của Quy Trần giống như là phục thù lại nha anh em ơi. Đó, thì sẽ gặp mặt giống như là hai thanh niên chơi xấu kia cho anh em xem nha. Đó, thì hôm nay có một cái kèo rất chi là căng hẳn luôn nha anh em ơi. Thì cái kèo mấy anh sinh viên này anh em, hồi lúc anh em là ăn giống như là team tôi mười mấy trái anh em à. Thì hôm nay thì có Thịnh Bò anh em để coi giống như là team tôi có giành chiến thắng hay không. Thì anh em nhớ giống như là đón xem hết clip nha anh em ơi. Đó, thì anh em thấy không? Bên tôi là còn nhỏ con không anh em à, còn mấy anh sinh viên anh em là mấy anh bự lắm anh em à. Đó. Hèn chi giống như là ăn tôi mười mấy trái đi mà. Đó, thì hôm nay là có Quy Trần nè, Thịnh Bò nè, Đức Cống nè, nói chung là toàn là giống như là cầu thủ giống như là cứng không nha anh em ơi. Đó, thì chưa gì hết anh em là bên kia giống như là vô được một trái anh em à. Đó, thì bây giờ là tem tôi giống như là hánh lặt kèo mà anh em ơi. Đó, thì khúc này anh em là bình lé vô quá trời đụng người ta xong rồi người ta nói cho anh em ơi. Đó, thì nói chung thì đá banh thì ai mà không có va chạm đúng không anh em ơi. Đó, thì bên kia là tỷ số là 1-0 rồi nha anh em ơi. Đó, thì anh em thấy không, hôm nay là có thằng Hành thủ môn nha anh em ơi. Đó, trời bình lé hôm nay là ghi bàn là cái cung Hành nó bên cuối banh xét luôn nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là tỷ số là 1-1 rồi nha anh em ơi. Đó, bây giờ là kiên nhũ giống như là quy trần xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó, còn bên đây là gì đây, quý một ngón là giống như là bói nha anh em ơi, là tôi là không vô banh nha anh em ơi. Đó, thì giống như là anh em bắt mấy cây chiền anh em. Chắc mấy cây chiền là thường thường người ta ít xúc lắm anh em à. Đó, thì anh em đừng có vô banh người ta sẽ chiền nha. Đó, thì còn đây là giống như là hành đàn chiền cho giống như là quy trần làm gì đây, quy trần xúc nhưng mà không vô được nha anh em ơi. Chiền quá nè, what the fuck. Rồi thì bây giờ là để coi bên kia giống như là phản công như thế nào nha anh em ơi. Rồi xúc nhưng mà không vô nổi giống như là Văn Hành nha anh em ơi. Đó, bây giờ anh này xúc ơi, có vô không? Rồi vô luôn anh em ơi, mía tỷ số là 2-1 rồi nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là giống như là chuẩn bị Thịnh Bò vô rồi đó. Thì anh em nhớ xem hết clip nha. Quy Trần cu lê xúc vô. Trời ơi anh em thấy chưa, Quy Trần cực kỳ khéo luôn nha anh em ơi. Đó, thì Quy Trần giống như là không có chơi xấu nhưng mà đồng đội của Quy Trần chơi xấu, thì mong anh em giống như là đừng có nói gì Quy Trần nha anh em ơi. Đó, bây giờ tôi nè, trời ơi trời, khúc này nè tôi tính xúc vô vui luôn nhưng mà nó lên trời anh em à. Đó, để coi, trời ơi lộn hán thủ môn luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là tỷ số anh em là 2-2 nha anh em ơi. Đó, bây giờ là Thịnh Bò vô nè, để coi Thịnh Bò giống như là có làm được cái gì không nha anh em ơi. Đó, Thịnh Bò thì năm nay mới có 2k6 thôi nha anh em ơi. Đó, anh em nào muốn giống như là gạ kèo tem với tôi thì có việc inbox Facebook tôi với đường link phần mô tả nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ Văn Hành làm gì đây, Văn Hành truyền cho Thịnh Bò nè. Bây giờ Thịnh Bò câu lên, hay quá, câu ngay chân chân Quy Trần luôn nha anh em ơi. Nhưng mà Quy Trần giống như là đã banh. Bây giờ Đức Cống nè, Đức Cống làm gì đây, xúc vô. Trời ơi trời, anh em thấy gì chưa,
Nếu quy trận hồi nãy giờ tỏ sáng nha anh em ơi, bây giờ là tỷ số là 3-2 anh em ơi. Đó. Rồi bây giờ là làm gì đây? Rồi, một ngư, trời ơi anh em thấy khéo chưa? Mé hịnh bò là phải khéo cái gì nha anh em ơi. Nước cống nè. Nước cống làm gì đây? Xúc. Trời ơi trời. Nhém nó xúc vô góc chữ A anh em ơi. Đó. Bây giờ bên kia xúc nhưng mà không vô nổi. Văn Thành bên tôi nha anh em ơi. Văn Thành bên tôi chụp ghê lắm anh em à. Đó. Bây giờ là hịnh bò làm gì đây? Tỷ số anh em là bây giờ là 3-2 nha anh em ơi. Đó, bây giờ là Phú Lê nè. Phú Lê chuyền cho Đức Cống nè. Đức Cống làm gì đây? Rồi, Đức Cống chuyền lại cho giống như là hịnh bò. Hịnh bò xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đấy. Rồi thì bây giờ làm gì đây? Đó, bên kia làm gì đây? Rồi, bên kia xúc biên. Rồi, chúng chân giống như là hịnh bò vô luôn anh em ơi. Đó, bên tôi tiếp tục thua một trái tiếp tục nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là team tôi giống như là bắt đầu và chơi chiến thuật nha anh em ơi. Đó, xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Xúc móng nhưng mà không vô nha. Rồi bây giờ hịnh bò làm gì đây? Trời ơi trời, gì mà không vô kìa anh em ơi. Cây dữ trời. Rồi bên kia phản công. Trời ơi. Mẹ gì mà Hằng Thành nó chụp được anh em thấy ghê chưa? Rồi trời ơi. Bên kia Hữu Môn cũng không phải dạng vừa đâu nha anh em ơi. Đó anh em đừng có giống như là coi thường giống như là Hữu Môn bên kia nha. Rồi bây giờ bên đây làm gì đây? Rồi, làm gì đây? Xúc. Trời ơi trời, anh em thấy chưa? Hữu Môn bên tôi là phải như vậy nha anh em ơi. Đó. Bây giờ làm gì đây? Rồi hịnh bò. Hịnh bò chuyền với Đức Cống nè. Đức Cống chuyền cho hịnh bò. Hịnh bò chuyền với Đức Cống. Ôi trời, phối hợp quái cả trưởng luôn anh em ơi. Đó, bây giờ là bên tôi giống như là ăn một trái rồi nha anh em ơi. Đó, bây giờ là kiên nhẫn nè. Xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó. Bây giờ là bên tôi ăn một trái rồi anh em ơi. Rồi giờ làm gì đây? Rồi bây giờ là xúc. Trời ơi lủng lứ luôn anh em ơi. Hay quá, kiên nhẫn ơi. Rồi. Bên tôi là ăn giống như là hai trái nha anh em. Thằng Bình Lé nó bị khủng gì anh em à. Đó. Thì bây giờ là giống như là hịnh bò làm gì đây? Trời ơi, mẹ già chậm rồi anh em ơi. Đó. Thì mấy anh bên kia chơi fan lay lắm anh em à. Đó. Thì có lời xin lỗi rồi các thứ anh em ơi. Đó, không sao không sao không sao. Rồi bây giờ là bắt đầu lại nha. Rồi kiên nhẫn chuyền lên. Cho giống như là hịnh bò nhưng mà không bắt banh được. Rồi bây giờ Đức Cống làm gì đây? Đức Cống chuyền cho hịnh bò. Hịnh bò xúc bóng. Quá hay luôn hịnh bò ơi. Mẹ hay quá anh em ơi. Rồi. Tỷ số là bên tôi giống như là ăn giống như là hai trái gì rồi anh em à. Rồi nhưng mà không vô luôn anh em ơi. Đó, bên tôi là ăn hai trái rồi. Hay quá kiên nhẫn ơi. Sọt khe cho giống như là anh của Nhân Gòm. Nhân Gòm làm gì đây? Rồi chuyền bên kia. Rồi bên kia xúc. Làm gì đây? Nhưng mà không vô nha anh em ơi. Mẹ ảo thiệt chứ anh em à. Ở bên tôi ăn hai trái rồi anh em à. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi, đó anh em bắt cái cây chuyền như nè. Anh em đừng có vô là người ta sẽ chuyền nhiều Hữu Môn nha anh em ơi. Đó. Thì anh em cứ bắt mấy cây xúc của anh em là người ta sẽ xúc nha. Rồi bây giờ rồi vô luôn anh em ơi. Né bên tôi còn thua giống như là hai trái nha mà. Ở phải hai trái không tôi cũng biết nữa anh này, đít giống như là nhớ canh tỷ số nha. Rồi tiếp tục vô luôn anh em ơi. Né cây dưới trời. Rồi bây giờ là bên tôi vẫn còn ăn một trái nha anh em ơi. Đó thì mong hy vọng là đừng lạc kèo. Rồi vô luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là tỷ số là giống như là đều rồi anh em à. Đó thì gần hết giờ anh em mấy anh giống như là đá hết sức. Thì anh em nhớ xem mấy khúc cuối như thế này nè anh em à. Tôi nói anh em là căng thẳng lắm luôn anh em ơi. Đó bây giờ làm gì đây? Rồi nhưng không qua nổi châu nước nha anh em ơi. Đó. Bây giờ là châu nước. Xúc. Không vô nha anh em ơi. Hơi cao chút xíu anh em à. Thanh niên này mà đi đá sân 7 anh em là bao vô luôn nha anh em ơi. Đó bây giờ Đức Cống xúc ra. Rồi, xúc vô cái mặt thằng anh của Nhân Gòm anh em ơi. Quá hay luôn anh em ơi. Quá cái trưởng thiệt anh em à. Đó bây giờ làm gì đây? Rồi. Ơi trời ơi trời, gây cắn như ta. Tại vì anh biết sao không, gần hết giờ anh em nói người ta giống như là tranh đua nhau, người ta lấy banh để mà giống như là đỡ tốn tiền anh em. Đó bây giờ là xúc rồi nhưng mà không vô nha anh em ơi. Những pha xúc xa là không bao giờ vô nổi anh em à. Ê trời ơi, châu nước ơi, là châu nước. Banh cái mặt luôn rồi anh em ơi. Nhưng mà có một cái là vô được một trái anh em ơi. Bên tôi ăn được một trái anh em ơi. Rồi cái kiểu này là chạy mất mũi luôn anh em ơi. Rồi sao rồi sao rồi. À sao rồi? Chảy máu mũi ha. Gà răng luôn. Mày nhông rồi. Mày sao? Chết rồi. Này 5-6 sao gì rồi. Được. Rồi bên tôi là ăn một trái nha anh em ơi. Đó thì nhờ công lao của giống như là châu nước nha anh em ơi. Rồi bây giờ xúc nhưng mà không vô. Rồi vô luôn. Trời ơi thua hai trái luôn rồi anh em ơi. Đó thì cái tem này hồi lúc ăn tôi mười mấy trái, hôm nay là tem tôi cứng quá cứng anh em ơi. Hôm nay giống như là tem tôi đang dẫn đầu là 2-0 rồi anh em ơi. Đó bây giờ là hịnh bò anh em không, hịnh bò giữ banh giống như là rất chi là khéo, giống như là cứng luôn anh em à. Đó bây giờ Đức Cống chuyền lên cho giống như là hịnh bò nè. Rồi xúc, trời ơi trời, đẩy trời ơi, đẩy nhỏ dữ người ta, thằng nhỏ cũng đâu phải dạng vừa đâu anh em. Trời ơi trời, đẩy nhỏ quá trời luôn, nhỏ cây cứu nhỏ không trả banh luôn anh em à. Đó bây giờ là hịnh bò làm gì đây? Rồi chuyền về cho Quý một ngón nè. Quý một ngón chuyền lên cho giống như là Quy Trần. Quy Trần làm gì đây? Quy Trần làm gì? Rồi Quy Trần chuyền cho giống như là Thanh Đàn. Thanh Đàn làm gì đây? Thanh Đàn xúc.
nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó, giờ làm gì đây? Rồi, mắt banh. Nè, anh em thấy hậu vệ của tôi cứng chưa? Bây giờ là giống như là... Rồi, hình bò chiền, quyết định chiền về cho Đức Cống nè. Đức Cống chiền lên cho giống như là... Ồ, xúc luôn anh em ơi. Đó, bây giờ làm gì đây? Rồi. Rồi, làm gì đây? Bên kia. Rồi, đừng có cho vô, đừng có cho vô. Hai không rồi, hai không rồi. Không vô nha anh em ơi. Mẹ, khúc cuối này gây cấn lắm anh em mà. Mấy anh chạy hết sức mà anh em. Đó, bây giờ hình bò nè. Hình bò chiền lên cho giống như là Quy Trần. Quy Trần làm gì đây? Quý Trần chuyền cho có Quý Mùng Ngọt con. Ủa lộn, chuyền cho Thanh Đèn. Thanh Đèn làm gì đây? Thanh Đèn chuyền cho Quý Mùng Ngọt, Quý Mùng Ngọt xúc. Nhưng mà không Quý Mùng Ngọt xúc. Giống như là Quý Trần anh em ơi. Bé tôi bình luận ghét, tôi bị lẹo lử luôn rồi anh em ơi. Đó thì anh em đừng quên giúp tôi nút like nha. Rồi, rồi có gia chạm tiếp tục rồi anh em ơi. Bé tôi nói chuyện tôi bị lẹo lử luôn rồi. Không có được ra. Chuyên gia dự bị của tem Quý Mùng Ngọt. Rồi thì bên tôi là ăn ba trái rồi anh em ơi. Thì anh em đừng quên giúp tôi nút like để tôi ra nhiều clip bóng đá căng thẳng như thế này cho anh em xem nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là giống như là hịnh bò làm gì đây? Hịnh bò chuyền cho về cho Quý Mùng Ngọt. Quý Mùng Ngọt con làm gì đây? Xúc. Vô. Chúc được cái banh kia luôn nha anh em ơi. Đó. Quá là đẳng cấp luôn nha anh em ơi. Bên tôi là ăn 4 trái anh em à. Đó. Anh em ấy đừng có giống như là khinh thường cái tướng của tôi nhỏ nha. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh em ơi. Đó mấy anh sinh viên kia anh em không, cái tướng bự hơn giống như là tụi tôi giống như là 10% đó anh em à. Đó. Thì cái anh nói chắc này đẩy Quy Trần anh em à. Đó đẩy đẩy từ phía sau là giống như là nên trả banh về nha anh em ơi. Đó. Thì tại vì khúc cuối anh em nên hơi lỗi chút xíu anh em mà tại vì gây cắn mà anh em. Đó nên người ta giống như là kiểu người ta chơi giống như là hết sức đó, anh em. Đó. Trời ơi, trời nhiễm nữa vô rồi anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là Quy Trần làm gì đây? Quy Trần chuyền cho Hịnh Bò. Xúc em ơi. Em rồi. À. Trời ơi, mẹ không có giống như là anh kia chạy về là giống như là vô rồi anh em ơi. Rồi, quá hay luôn. Rồi bây giờ làm gì đây? Xúc ra. Rồi, xúc. Nhưng mà khó quá anh em ơi. Cuối giờ rồi Đức ơi. Xúc. Tốt rồi. Xúc. Vô. Một gỗ. Khoảng vua mười mấy cái hôm nay tôi đã gỡ kèo 4-0 nha anh em. Bây giờ tôi sẽ đi về nha. Tôi gỡ ba anh em. Ừ, cuối cùng còn chia ra chưa mày? Cái gì? Hỏi Quý Trần nè. Rồi, mời đi với tao nha.